Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông xem nhiều video mới nhé. Hello bà con, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào đến bà con nha. Hôm nay Trần Anh lại tiếp tục review một mẫu xe Ford Everest, dòng xe thương hiệu máy dầu đẳng cấp của Mỹ anh chị nha. Máy 2.5 bản MT, số sàn, dòng xe bánh treo, gầm cao máy lớn 49E15845 nha. Biểu tượng của Ford nè anh chị, kính nguyên bản của Ford không dấu hiệu thay thế. 207 là form mới hết toàn bộ nha cô chú anh chị nha. Mất hết toàn bộ sóng gân, sơn rin còn đâu đó còn phủ được cỡ 70% trên chiếc xe nha. Mâm đúc đầy đủ các tính năng trên chiếc xe rồi. Dòng này sẽ trang bị là mâm cây nè, biểu tượng của Ford nè, vỏ sau nè, vỏ sau còn được 50%. Đây là phần gầm nè, không có dấu hiệu là mục mọt nha bà con. Nội thất đẹp, đồng sơn ok. Vỏ trước nè, vỏ trước 80%. Mâm đúc, gầm bề phía trong nè, không một tí gọi là mục mọt. Biểu tượng của Ford Everest nha, xe không lỗi nha. Form mới, đèn vuông, đèn lớn hết toàn bộ trên chiếc xe rồi cô chú anh chị ạ. Hồng phấn, bận xem nó một bộ áo màu hồng phấn nha. Biểu tượng của Ford rin hết. Đây bà con, tắp bi cửa rin nè. Keo chỉ nè, rin từ A đến E luôn nha. Đó, chất chưa, tắp bi đẹp như nhau nè. Đây là phần ghế nè. Phải gọi là xe này cực kỳ là đẹp nha. Cực kỳ là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Hai bên sóng gân là không có dấu hiệu là móp méo. Con này nguyên bản của em đây là trần nỉ, bọc chi lông cách nhiệt hết toàn bộ. Ba dàn lạnh, một trước hai sau nha. Rin hết, đây anh chị nè. Đó, keo chỉ trong nách là rin chưa, cực kỳ là rin. Bên Trần Anh hỗ trợ góp luôn, hỗ trợ thiếu luôn, ok chưa? Thiếu 30-40 thoải mái nha, ok chưa? Đây anh chị nè, keo chỉ chất sơn rin nè. Đó, không có dấu hiệu là móp méo, không mất một phân chỉ nào luôn. Hai bên từ những con tán bản lề đẹp như nhau, chuẩn lắm. Đây là phần ghế, từ phần tay gối đổ về cực kỳ là sạch sẽ. Đi đôi là vô lăng 4 chấu, củ số, người ta đã thay củ số da gỗ. Màn hình 23 rin, hai túi khí bên phục bên tài, đầy đủ chưa? Phần tay gối nè, đẹp như nhau nè. Tẩu sạc thuốc còn rin nguyên bản luôn. Trải nghiệm phần máy cùng với Trần Anh, côn ga số nè, mới kiên. Đẹp chưa? 170.860 km rồi. Lắc chìa khóa cái nổ luôn. Trang bị cho em ở đầu nghe nhạc nha cô chú anh chị. Đầy đủ các tính năng trên chiếc xe rồi. Đây nè bà con, trợ lực nè, nhẹ tưng. Máy lạnh, AC kích hoạt có lạnh rồi. Mở một phát có lạnh rồi. Dòng này bà con lấy và đi rẫy đi rừng rất là ok. Tại vì dòng này là máy dầu. Và dòng này thì xài trục lát dẫn động cầu sau, cho nên cực kỳ là mạnh mẽ nha. Nè, con này xài cầu sau, thắng tay, đầy đủ tính năng. Lóc khóa mở cửa tự động từ xe. Đẹp hết rồi. Nắp capo nè, không một dấu tích là lỗi lầm. Chuẩn xét nha bà con. Máy êm chưa? Đèn đóm đầy đủ tính năng trên chiếc xe rồi. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau. Đây bà con, nè, biểu tượng của Ford nè. Bon điện nè, đẹp như vậy, không có đâm va. Keo chỉ thì sao ạ? Căng nếp nha. Hai bên lường, hai bên lường sống hông của hai bên nè, cao su đẹp đầy đủ, dàn nè, bon điện nè. Cục máy êm chưa? Sử dụng toàn bộ qua dây của loại cam đôi hết toàn bộ nha cô chú anh chị nha. Nè, hai bên nè. Dòng này đời 2007 sẽ có ABS nha bà con. Đây là cụm ABS chống bó cứng phanh nè. Đây là ABS nè. Đó, cục máy là tương đối là sáng tài, sạch sẽ. Dòng này người ta có khui ra, người ta chỉnh lại mặt ron này nha. Đây nè, mặt ron người ta có khui ra, người ta chỉnh lại là báo luôn nha. Riêng Trần Anh thì báo xe cực chuẩn cho bà con rồi. Bà con có bác lấy về chỉ việc chạy thôi. Đẹp như nhau. Nỉ cách nhiệt nguyên bản, không có dấu hiệu rách rưới nha. Chuẩn chưa? Chất nội, xe không lỗi lầm nha cô chú anh chị nha. Đó, nhiều xe và nhiều sự lựa chọn chưa. Trải nghiệm phần cánh sau nè bà con. Đây cô chú anh chị, đây là phần cửa sau nè. Những cái vân gai, phần tắp bi phía sau còn rin luôn.
hai bên xe đẹp hay không, nhìn vô đây nè, nhìn vô từng con tán bản lề cho Trần Anh thôi là biết đẹp hay không nha. Đẹp như nhau, bon điện là Ranger, bay dằn lạnh luôn nha cô chú anh chị, đầy đủ hết, keo chỉ nè, không mất một phân nào. Đam mê mẫu này alo cho em trải nghiệm luôn phần gầm cùng với em nhé. Đây bà con, phần gầm nè, cục máy nè, cục máy khô ráo lắm, gầm bề không dấu tích là mục một, chuẩn chưa? Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Trần Anh Auto nhé. Một lần nữa Trần Anh xin kết thúc channel tại nơi này. Em see you and goodbye.